Hello anh em, lại là Trí đây. Thì Full No Farm chiều nay là mấy anh em đi thực tế vườn á, đi chơi thôi. Sẵn ghé cái vườn này thấy nó đẹp quá rồi mình lên chim mọi người xem. Thì vườn này là ở cây số 23 chợ Hàm Minh ha, trực thuộc khu vực hệ thống đại lý của Lê Dũng. Thì đi dạo thì thấy trái đẹp, sẵn thì là lục kho coi vườn này sử dụng sản phẩm gì mà đẹp thế. Ở đây là nhà vườn này sử dụng là Cytovita, bao xanh này là công thức 3 số 20 đều à. Kết hợp thêm là Cytovita dòng Cali cao 13535. Thông thường ở giai đoạn trái chín là mọi người hay dùng cái dòng Cali cao để tăng cái trọng lượng trái và màu sắc trái. Tuy nhiên á, đối với cái lọc dây ở vườn này á, đang cái mùa nắng hạn và hệ thống rễ thể còn yếu thì lượng trái đu trên cây cũng nhiều. Thì 250 trụ này nó đang đu là khoảng là 5 thiên trái. Thì có trụ đu đến 30 mấy 40 trái, có trụ mười mấy 20 trái cũng có. Lượng trái nó không đều. Rồi kết hợp thêm là lực dây là với lực rễ nó còn yếu thì mình sẽ kết hợp sử dụng thêm cái Cytovita này cộng với Cytovita 13535 để mà nó hỗ trợ thêm cái lực dây ha. Rồi đây mình dạo thử lại lục thùng rác thôi. À, đây sử dụng gì đây? Rác Cytovita hơi bị nhiều ấy. Và Cytogan. Sử dụng cặp đôi Cytogan và chiết xuất từ tảo biển nâu và Cytomin. Bổ sung những cái amino acid. Phun tất cả giai đoạn từ bắp tới trái chín tới phủ dây. Rồi. Kết hợp thêm là sản phẩm Cytorut. Cytorut ha và gì nữa đây, còn trong kho nữa, ngoài này là ống rác. Dạ, còn ngựa chút xíu. Cyto for Farmer để hỗ trợ làm rễ. Ok. Và vườn này thì có phun thêm là cái kết hợp phun dây là Cytomin, Cytogan nè, cộng với là cái Cytofy nữa. Cytofy là chiết xuất là kiểm là mang gan mà dê ở dạng chê lát ha. Thì mọi người để ý là cái dàn dây đây là cái bữa này buổi chiều rồi, cái hướng bóng bên kia thì hướng này chính là cái hướng tây nam này. Thì mọi người thấy cái dây nó không có bị vàng đúng không, dây nó là xanh rồi trái rất là to này. Em quay qua cái trụ ví dụ như cái trụ này nè, cái trụ này mình đi vòng thì đếm thử nha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 trái. Trụ này được 25 trái. Thì mọi người thấy là cái form trái nó phát triển rất là ok ha. Trái nó dạng bóng này và nó không có bị mặt giỏng ở dưới. Chứng tỏ là cái thuốc này, cái dinh dưỡng này phun qua trái rất là mát. Rất mát trái. Ở đây thì nhà vườn sử dụng cái Cytovita, mọi người để ý cái này nó không có cái hệ thống tưới dưới gốc. Nhưng mà chú đang dùng là cái phương pháp như thế này. Đi để xem cái chú đang dùng cái cách gì để bón phân ha. Đây. Thì cái vườn này em chú không làm gì nè. Là cái bình để phun thuốc và phun phân luôn. Thì chú hiện giờ là chú đang phun phân. Thì chú pha Cytovita với Cytorut và Cytofarm vào trong này rồi chú phun. Phun ngoài nè. Bật lên. Bật lên. Mình phun. Ủa xong có điện. À phun gì? Đó, chú tưới như vậy nè. Rồi xong rồi chiều á hoặc sáng mai á là chú sẽ đi tưới bộ lại. Thì làm cái này thì hơi nhập công mà tốn thêm công đi phun vậy. Thì mình sẽ thiết kế cho chú là cái bộ hút phân qua hệ thống tưới luôn, hệ thống tưới bộ, để cho chú tiết kiệm công bớt. Rồi đây thấy cái trụ này trái rất là đều, đẹp, to.
đều tăm tắp luôn, tay rất là dày. Cái mà cái thằng Cetaphy là mình cung cấp kẽm qua dây, đồng thời nó cũng làm thêm cái thế tay của mình nó dày tự nhiên. Nó dày là nhờ cái chế độ dinh dưỡng nó hợp lý á, chứ không phải là dày như là kiểu mình bơm kích thích sinh trưởng ha. Thì đặc biệt thằng này nó không gây lem trái. Đây, như trụ này là trái rất là dày nè. Ok, thì mọi người để ý là cái vườn này á, là mình nhìn dây thì nó vàng sơ sơ, có trụ vàng nhiều, có trụ thì không vàng. Rồi nhiều người vàng mà chấp nhận được á, để mình qua đi qua cái đám thanh long bên kia cho mọi người xem là bên đó cái vườn họ không có xử lý cái bộ mà chống vàng dây, thì cái dây so với cái vườn này nó vàng như thế nào thôi. Sao bên này là cái vườn hàng xóm, chú hàng xóm, nhưng mà chú chưa hiện tại là chú chưa có tiếp cận được cái phương pháp mà xử lý vàng đầu trụ và mùa nắng. Thì mọi người để ý là cái độ vàng dây của vườn mà chưa xử lý á, không có áp dụng chương trình xử lý, thì nó vàng nhiều hơn là cái vườn khi nãy mình review cho mọi người xem ha. Hai vườn sát bên thôi, thì cùng cái điều kiện khí hậu cùng với cái điều kiện thổ nhưỡng nó gần như nhau, thì đó mọi người cứ xem. Cái lực dây mà nó rất là tốt luôn á, lùm dây rất là to nhưng mà nó bị cái mé nó vàng rực luôn. Đó, thì thông qua đó thì mọi người đánh giá được cái việc mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng để mà xử lý cái vàng đầu trụ mùa nắng nó mang lại những cái hiệu quả thiết thực như thế nào. Rồi, sau đây xin mời anh cameraman đi dạo một vòng cho mọi người xem lực trái. lực trái thì cái đám trên này á, nó mùa khô thì nó hơi hốc hơn cái đám hồi nãy mình quay, nhưng mà mình phải thay cảm sát chết thì trái phát triển cũng gần như tương đồng. Cái này lực dây nó hốc hơn ha, dây nó yếu hơn những gì. Dây yếu nhưng mà cái form trái nó cũng được á, như dây này yếu nè, thì trái mình thì trái này thì nhỏ nhưng mà đến lúc chín thì nó cũng đủ lạng thôi. Cái lưới này lưới bị mùng 7 thì nhắm độ cỡ 5 ngày nữa là bắt đầu chạy chỉ, thì cỡ mùng 7 là vuốt tay được á. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video đi vườn tiếp theo.